Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của tôm Việt Nam. Thế nhưng con tôm Việt Nam tại thị trường này đang gặp những trở ngại mới khi Bộ Thương mại Mỹ vừa ban hành mức thuế chống trợ cấp mới. Ghi nhận của phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Trong kết luận sơ bộ mới ban hành, Bộ Thương mại Mỹ xác định mức thuế chống trợ cấp áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam tham gia vụ việc là 2,84%. Mức thuế dành cho một doanh nghiệp xin rút khỏi vụ việc là 196,41%. Theo kết luận này, so với Ấn Độ, Ecuador, mức thuế áp dụng đối với các doanh nghiệp của Việt Nam có phần thấp hơn. Cần phải nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là kết luận sơ bộ, mọi việc đều có thể thay đổi ở kết luận cuối cùng khi DOC thẩm tra tại chỗ. Mặc dù kinh mạch xuất khẩu tôm sang Hoa Kỳ tính đến tháng 3 năm 2024 có dấu hiệu khởi sắc, nhưng với mức thuế sơ bộ nêu trên thì chúng ta chưa thể lạc quan và yên tâm với triển vọng xuất khẩu tôm trong cả năm 2024. Phán quyết cuối cùng có thuận lợi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự chuẩn bị của các doanh nghiệp và các cơ quan trong nước cũng như thiện chí của phía Hoa Kỳ. Siêu thị này nhập tôm từ cả Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador. Hiện giá bán ra vẫn chưa thay đổi. Ngày đầu tiên mà để người ta bắt đầu áp dụng đó sẽ là từ 19 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 2024. Đợt này thì nó cũng giống như những đợt trước, sẽ bị chậm lại trong một vài tháng đầu, rồi sau đó khi mà thị trường nó đi vào quỹ đạo thì nó cũng trở lại cái sự tiêu thụ bình thường. Chỉ vài tháng nữa thôi thì những con tôm ở đây sẽ thiết lập một mặt bằng giá mới sau kết luận điều tra chống trợ cấp của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên thì không chỉ có tôm của Việt Nam mà cả tôm của Ấn Độ, của Ecuador và của Indonesia nữa. Thế nên để hạn chế tối đa những tác động tiêu cực từ hàng rào thuế quan thì tôm của Việt Nam cần có những hướng đi mới. Từ lúc mà Covid đến giờ nhận thấy là các nước khác tôm mang vào Mỹ bán đã với giá rất là rẻ. Nên là mình phải có cái chiến lược đi, mình không thể cạnh tranh được cái giá rẻ với các nước khác như là tôm của Ecuador và tôm của Ấn Độ. Thì mình đã định hướng phát triển mới là đi vào mặt hàng tôm giá trị gia tăng và hàng tôm sú chất lượng cao, thay vì tập trung vào cái hàng truyền thống, và từ đó được cũng giảm được cái rủi ro trong về thuế. Năm ngoái, xuất khẩu tôm sang Mỹ của Việt Nam đạt trên 680 triệu đô la Mỹ.